bật mí bí quyết đi vào giấc ngủ nhanh sau 60 giây. Nếu việc đếm cừu, nghe nhạc êm dịu và các bài tập thở không hiệu quả với bạn, hãy chìm vào giấc ngủ chỉ sau 60 giây với bài thuốc chữa mất ngủ của chuyên gia về giấc ngủ, tiến sĩ Andrew Way cho biết. Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn mà còn giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng. Nhiều người rất khó đi vào giấc ngủ hoặc trằn trọc không ngủ được nên luôn cảm thấy mệt mỏi, bờ phở dẫn đến suy kiệt cơ thể. Thiếu ngủ thường xuyên có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn khi thức dậy. Ngoài ra, thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động hàng ngày. Do đó, có được một giấc ngủ ngon luôn là ưu tiên hàng đầu của mỗi người. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị chứng mất ngủ truyền thống như đếm cừu trước khi đi ngủ, nghe nhạc êm dịu, không phải lúc nào cũng hiệu quả và chỉ có tác dụng với một số người. Nếu một số phương pháp ở trên không phù hợp với bạn, hãy làm theo các bước của chuyên gia về giấc ngủ, tiến sĩ Andrew Way để có một giấc ngủ nhanh chóng sau 60 giây. Đầu tiên, đẩy hết không khí ra ngoài bằng miệng, hơi thở sẽ tạo ra một âm thanh nghe như tiếng huýt sáo. Sau đó, hít vào nhẹ nhàng bằng mũi và ngậm miệng, cùng lúc đếm nhẩm từ 1 đến 4. Kế tiếp, nhịn thở đếm nhẩm từ 4 đến 7 và từ từ mở miệng thở hết hơi ra khi đếm đến 8. Lúc này âm thanh của hơi thở sẽ nghe như tiếng huýt sáo hoặc tiếng gió thổi. Cuối cùng, ngậm miệng và hít vào bằng mũi như bước 2. Lưu ý, hơi thở được giữ lại trong 7 giây là phần quan trọng nhất trong bài tập này. Hãy lặp lại chu kỳ trên 3 lần, đồng thời giữ cho đầu lưỡi đặt sau răng cửa hàm trên. Theo chuyên gia về giấc ngủ Andrew Way, các bước nêu trên là một kỹ thuật bắt nguồn từ Yoga. Nó liên quan đến việc điều hòa nhịp thở theo quy tắc 4-7-8 để đưa nhiều oxy vào phổi hơn, làm dịu tâm trí và thư giãn cơ bắp. Nếu bạn là người thường xuyên mất ngủ, hãy áp dụng những mẹo trên để có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Mặt khác, thói quen này cũng sẽ giúp bạn điều chỉnh nhịp sinh học và giúp cơ thể khỏe mạnh, cường tráng hơn.